chúng ta không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với cả cái vlog của Thế Tân đấy. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tabi Vlog lần này của mình. Ngày hôm nay thì nhân dịp thầy Dũng lên chơi thì mình cũng bảo là thầy Dũng ra và chỉ cho anh em đội mình El Clasico vài đường. Đó thì hôm nay thì mình sẽ có cái màn giới thiệu thầy Dũng đến với đội trưởng của team, chủ tịch Vũ Khẩn. Đấy, vâng, xin chào, ở đây là Cụ Khẩn. Ủa. Xin chào tất cả khán giả của kênh Tabi nhá. Vũ Khẩn nhìn cam này. Ví dụ tôi đã bảo là ví dụ một đội bóng gọi là phủi, mà đây không phải là một đội bóng phủi luôn, một đội bóng của chung của khu nhà thầy Tabi ở, mà bây giờ có một cái gọi là siêu tiền đạo trong quá khứ, vua phá lưới của V-League đến, dẫn dắt nghe kinh nhở, cựu huấn luyện viên trưởng đội bóng Nam Định, nghe nó bảnh, nghe nó ngầu điên luôn nhở. Xin chào thầy. Đó, hôm nay rất là vinh hạnh, hôm nay đội El Clasico rất là vinh hạnh được thầy lên, nhất là lên đi thăm sức khỏe Tabi, thứ hai là cũng đến ra cũng cháy cùng đam mê với anh em và ra cùng sân bóng với tất cả anh em trong El Clasico, thì cũng rất mong thầy đã làm chút thời gian để thứ nhất là xem cách lối đá của các cầu thủ El Clasico. Thực ra thì các cầu thủ xuất sân đều là những sinh viên đá bóng thì cũng chỉ là đam mê thôi, chứ không phải là có một cái năng khiếu cao hoặc là có một cái bài bản, nhưng mà tất cả anh em đều đá vì đam mê, nên nếu mà trong trận đấu ấy, nếu mà thầy mà nhìn thấy những cái tình huống nào anh em chơi lỗi, chưa cố gắng hay là chưa đúng với cái bài bản thì mong thầy chỉ bảo anh em tôi trả lời đấy giới thiệu qua đấy, thầy Dũng này là bố của Tabi Tuấn Anh đấy, thân sinh của thầy Tân đấy, thì đây để mà cho anh em gọi là để anh em hiểu về cái độ khủng của bác Dũng này, thì đây để chắc phải tôi phải sớt qua anh em hiểu quá đấy. Tại vì tôi sợ cái thế hệ của anh em thì không biết bác Dũng, Nguyễn Văn Dũng đấy, siêu tài đạo Nguyễn Văn Dũng đấy, làm mưa làm gió ở bóng đá Nam Định, mà cả đấy luôn, cả Việt Nam luôn, đội tuyển Việt Nam luôn đấy. Đây anh em ơi, Wikipedia cho nó tin chuẩn. Đây Nguyễn Văn Dũng, bác Nguyễn Văn Dũng, chú thôi, kém tuổi bố tôi tí. Đây là cựu tuyển thủ bóng đá Nam Định và đội tuyển Việt Nam, từng là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Nam Định vào năm 2019 đấy. Cái CV nó cực khủng luôn. Khi còn thi đấu, ông thường chơi ở vị trí tiền đạo, là thành viên của đội tuyển Việt Nam ở một số trận đấu như SEA Games 16 và Thái Cup 1998. Ok chưa, lừng lẫy chưa, ngạo nghễ chưa. Đây, và đã có 4 lần, hình như là 4 lần, là tôi không nhớ chắc chắn nữa tại vì lâu rồi, nhưng mà theo tôi nhớ không nhầm thì hình như là 4 lần là vua phá lưới của V-League, 4 lần là vua phá lưới của V-League. Đây, vua phá lưới V-League 1. Ui, Nguyễn Văn Dũng 1984, 1985, 1986 và 1998. Đấy, 4 lần vua phá lưới của V-League. Một cái tiền đạo gọi là một tiền đạo nội, gọi là huyền thoại đấy, huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Một huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Đấy, giới thiệu qua về để cho anh em nào trên kênh mà có thể gọi là chưa biết rõ về bố của thầy Tân thì đấy, để nói lại. Đấy, người bố như thế hổ phụ mà sinh hổ báo mà. Bố là thần đồng là huyền thoại, con thì là thần đằng. Ok, tôi tiếp tục. Xin cảm ơn thầy ạ. Hôm nay đội tôi còn chuẩn bị cả cái sa bàn, anh em thấy chuyên nghiệp không? Đây, hôm nay đội chuẩn bị cả sa bàn luôn cho huấn luyện viên. Đấy, thầy nhá, hôm nay đội El Clasico tặng thầy cái sa bàn. Rồi. Mới cứng luôn. Đó, nhưng mà đây là sân 7, thầy thấy cảm giác làm sân 7 với sân 11 thế nào rồi? Nó thực tế nó cũng như sân 11 thôi, nhưng mà nó thì kiểu mình là đá sân đang đá FIFA online, đang đá cái xếp hạng chuyển qua đá Volta thôi, chắc nó như vậy thôi à. Nói chung là vẫn có kỹ năng, là vẫn có thể chỉ đạo được, sẽ gói gọn hơn. Thì nói thì truyền đạt thì cái các cầu thủ nắm bắt là cái vị trí nó dễ hơn là cái sân 11, thì có thể là chỉ có 7 người thì vị trí di chuyển như nào thì dễ hơn so với sân 11. Hôm nay là anh em sẽ chơi theo kiểu bài bản mọi người nhá. Chúng ta sẽ bình thường thì đội tôi thì chơi theo kiểu là toàn bộ là bản năng của mọi người, thì hôm nay mọi người sẽ chơi theo yêu cầu huấn luyện viên. Thì như thế nào thì anh em cùng xem nhá. Ok. Ok. Vàng này nhìn như là chân không ngon lắm.
đội vàng là chân không ngon lắm đâu, cố tình bắt cái đối như hơi yếu một tí để lấy chiến thắng chứ sao. Thật nhìn đội vàng thì chân có vẻ là chưa ngon, đánh giá theo cái đánh giá của một người gọi là cũng có tí kiến thức về bóng đá như tôi, nhìn cái đội này chắc chân chưa ngon. Ngọt lít luôn. Hiệp 1 bắt đầu và thầy Dũng sẽ đứng ở phía bên ngoài đường biên để chỉ đạo cho chúng tôi. Ui, đúng là nhìn tướng khác, nhìn cái tướng gọi là tướng huấn luyện viên khác, nhìn nó khác hẳn luôn đấy, khác hẳn luôn đấy, phong thái khác hẳn rồi. Trông chạm bóng kiểu, trông quả bóng đơn giản như này đây, đơn giản chuyển nhẹ nhàng ra đây, sao thầy Tân có thể làm nó mọi thứ nó cồng kềnh chứ vậy? Con vợ đuổi lúc nào? Con vợ số 68 bị đuổi hết cả thể lực luôn này. Ui, chạy. Rồi, chiếu được à? Mở rộng ra để chạy bóng. Đấy, mở rộng ra. Trả Tabi về. Rồi, ok. Về giữa lấy bóng. Anh Tân đâu nhỉ? Anh Tân sẽ lấy bóng đấy. Đấy, đây là bóng. Anh Tân. À đây, ok, không được. Ở những phút đầu tiên thì El Clasico thi đấu khá chệch choạc. Chúng tôi không thể chơi cái thứ bóng đá mà mình muốn. Hay thế nhở? Có lẽ là nếu may mắn hơn thì đội bạn mới là những người có thể vươn lên dẫn trước ở trận đấu này. Xuống đáy. Ui, hàng của Gần như ngay lập tức, thầy Dũng đã có những chỉ đạo để làm lại tinh thần, cũng như là đảm bảo lại cự ly về mặt đội hình. Duy sao? Đấy. Sao Duy ơi, theo người. Thôi sao rồi, theo người chứ. Theo người sao kìa, Tuấn Anh hơi nhanh, đã thua rồi. Có nghĩa là trong đội bóng này mọi cái vị trí trên sân đá đều ok rồi, trừ một cầu thủ tên là Tuấn Anh, huấn luyện viên phải nhắc đấy, theo người Tuấn Anh ấy. Đấy, em tôi lại nghe nhá, theo người sau kìa, Tuấn Anh hơi nhanh, người đá thua rồi. Ok đấy, có người theo rồi. Tuấn Anh đẩy xuống một, Tuấn Anh xuống một đây này, trong cái thừa, trong hai người đùa Tuấn Anh kèm đi, có làm được không, thay ra bây giờ. Bướng cho ra đi bổ cam tiếp đấy, bây giờ. Không, nhưng mà khả năng là đây, khả năng là có bố ra chỉ đạo thì mới được đá chính. Nhưng tôi nghĩ là trong đội bóng này khả năng là bình thường là giờ này là đang ở cái vị trí ngoài đường pit đấy, đang gọi là pha nước thả đá vào xô chờ các anh nghỉ mệt là có lạnh rồi, các anh ra dùng đi ạ. Đấy, hoa quả các thứ em gọt sẵn rồi, ta bê ra đĩa rồi. Chuyện hôm nay là có bố nên là thầy Tân mới được vào sân đá chính. Chi về. Cucuzela người Nam Định. Lắm rồi đấy. Mà Phạm Dũng này trông hơi chán rồi đấy. Ai à? Tầm nó xuất rồi. Rồi, nổ của đấy ai? Một điểm nổ, ai? Không ai. Không, tôi để có những nhận định nó hơi sai lầm lúc đầu trận đấy. Tôi thấy đội vàng là biết đá đấy. Nhìn cái cách người ta quay giáp là tôi thấy người ta biết đá đấy. Người ta quay giáp phục pressing nó rất là căng luôn đấy. Chỉ sợ là không đủ thể lực để thi đấu hết trận bóng thôi. Nhưng mà cái nhìn cách pressing là người ta đá, nhìn các anh em nhìn cái cự ly đội hình người ta rất chuẩn này. Người này đây là khả năng này là Thòng này, đang theo ông tiền đạo này. Đấy, theo sát đít luôn. Còn ba vị trí ở trên là vừa quay ở sát cái biên này, anh em có thể thấy nói chung là bài bản đấy, cũng gọi là bài bản đấy, mặc dù là một đội bóng của tòa nhà thôi nhưng mà tôi thấy là bài bản đấy. Hai, trả về rồi, vụt. Hai, một. Ôi, con vợ này vô duyên ác luôn đấy. Bạn số 7 là vô duyên ác luôn, quả này ăn rồi mà. Quả đúng bài luôn. Giải tán. Hậu vệ số 34, hậu vệ của đội bóng áo vàng nhưng lại mặc áo xanh. Hậu vệ đá quả phá giải nguy cho đội bóng rất là hiệu quả. Một pha giải nguy hiệu quả đến từ vị trí của số 34. Tuyệt vời. Tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên của bên phía El Clasico. Nhưng có vẻ như chúng tôi vẫn đang chưa thật sự sắc bén ở trong khâu dứt điểm. Chưa, đầu tiên gọi là nhỉ, ví dụ anh em nhìn tình huống này nhá,
Đây là những cái tình huống này, những cái vệ tinh xung quanh này trêu cái sự quyết liệt đấy, để cho số 11 thoải mái xử lý bóng. Phía Classico này trông có vẻ như chúng đây, một người vào, hai người này lại phải ập vào luôn, vì là player ập vào luôn là quả bóng nó vẫn ở đây, người ta còn phải xử lý một nhịp người ta mới chuyền được. Ập vào là mất luôn, chắc chắn ập vào mất luôn, không thể nào mà chuyền ra được, không thể chuyền được. Nếu mà chuyền duy nhất là đường chuyền về thôi, không thể nào chuyền quả quay lên được. Nên là hai người này đứng im là tôi thấy là chưa có cái sự gọi là quyết liệt, chưa có chất thép. Chúng tôi vẫn đang chưa thật sự sắc bén ở trong khung dứt điểm. Như ở phòng này thì cả đội đã làm tốt. Hậu vệ đâu, áo vàng đá quả hay đấy, đá quả hay đấy. Hậu vệ số 34 sút quả căng đấy. Bàn thắng đến nhưng mà quả nó ngon, chân nó ngon. Như ở phòng này thì cả đội đã làm tốt. Ngon đấy. Bàn thắng đến nhưng mà lẽ đương nhiên và tỷ số là 1-0 dành cho El Clasico. Tiền đạo hay đấy. Tiền đạo này hình như là ở cái vlog phần trước tôi đã có lấy nó qua ở khả năng tỷ đè Lukaku đấy. Tài tốt. Úi trời ơi. Đâu anh Tân đổi. Tiếp đà hưng phấn. Chúng tôi gia tăng sức ép lên khung thành của đối phương. Hay chưa? Và lần này là Captain Nam lên. Tiếp đà. Từ từ nhá. Chúng tôi gia tăng sức ép lên khung. Để tôi đếm xem nào. Đây là 1 này. Dây xanh là 1 này. 1, 2, 3, 4. Tiếp đà hưng phấn. Chúng tôi gia tăng sức ép lên 5. Không thành đối phương. Đâu ấy nhỉ? Mình có đếm nhầm không nhỉ? Rồi xong. Em ra bê nước rồi, ra bê nước chắc rồi. Ra bê nước chắc rồi. Và lần này là Nam lên tiếng với pha dứt điểm chuẩn luôn. Nâng tỷ số lên 2-0. Check của va chuẩn luôn, không hiểu đâu luôn. Cái gì vậy? Lại ở đây rồi. Ảo thuật thế nhỉ? Sao giờ lại đứng giữa rồi nhỉ? Là sao ta? Ồ, gây tranh cãi đấy, con vợ này gây tranh cãi đấy. Con vợ này là một cái sự gây tranh cãi của đội bóng đấy. Ô. Đếm sai á. Và bên phía đối diện. Tất nhiên là đội bóng đối phương sẽ không để cho chúng tôi có một trận đấu đơn giản như thế được. Thì là lúc đấy họ bắt đầu tạo ra những cơ hội đầu tiên lên khung thành của El Clasico. Tôi thấy lúc đấy chỉ có 6 người ăn mừng mới ông ghi bàn thôi. Chẳng có gì thế. Hai cánh. Còn đây cột là anh Huy. Cột 2. Một tân binh mới gia nhập cùng chúng tôi. Hai. Và cũng đang để lại ấn tượng rất rõ nét ở trận đấu này. Với những tình huống quấy phá ở hành lang biên phải. Hết lực rồi đội vàng. Đội vàng đầu trận pressing căng quá, hết thể lực của ấy sao ấy. Trông mệt rồi, trông hơi mệt rồi. Thầy Dung quyết định gọi toàn đội quay trở lại tập trung sớm hơn trước giờ nghỉ để có thể cho những nhận định cũng như là trao đổi với mọi người về mặt ý đồ và chiến thuật. Khả năng là đúng rồi, lúc đấy tôi đếm nhầm có 5 người tham gia tấn công thôi. Thầy Tân sẽ đứng ở dưới lót, bỏ xa không thấy đâu. Cả đội cách triển khai trong hiệp 2. Hóa ra là ở lại lót, không chạy được. Khả năng dưới lót mình rất tốt. Lỗi tôi. Đấy, mình khả năng cầm bóng rất là tốt. Tuấn Anh, chỗ Nam. Vợ này nghe lọp cay thế. Con vợ này hình như là quần vàng, hình như là đội kia nó ra nghe lỏm à. Con vợ hóng hớt thế nhỉ. Khả năng của anh em mình rất tốt. Chổng lỏm rồi. Khả năng cầm bóng rất là tốt. Tuấn Anh, chỗ Nam, chỗ Duy này. Cường này đều còn bóng mà bạn gì đi đá tiền đạo rất hay. Vì mà cứ đá vào mặt là bạn ấy che đè được. Mà mình đang dẫn người ta hai bàn rồi. Không việc gì mình phải vội. Mình thứ nhất là mình điều để người ta đuổi bóng người ta chán. Thứ hai ngày xưa tôi cứ nghĩ là huấn luyện viên là phải kiểu sấy cầu thủ ấy. Nhưng giờ tôi nghĩ sai rồi, chắc là tùy từng huấn luyện viên đấy. Chứ tôi thấy Bắc Dũng này kiểu chỉ đạo rất là điềm đạm luôn đấy. Chỉ đạo rất điềm đạm luôn, mình dẫn anh về khen thôi. Chính là tao bị dùng bố đấy, toàn đá bóng đá khen. Toàn khen thôi, chưa thấy chê cái gì cả. Không mất sức. Ấy chứ bây giờ mình ào, không phải ào, không phải phép sinh đâu chứ gì cả. Mình có bóng mình cứ điều ở sân mình chơi xong. Bạn này bắn che một cái thì ở hai biên mình đẩy lên. Đấy cái chỗ của Duy ấy. Thì khi Nam đá tầm này thôi vì cái khả năng lên về của Nam tốt thì Tuấn Anh. Khả năng lên về của anh Nam này là tốt hơn Tuấn Anh. Đấy, Tuấn Anh. Chứ Tuấn Anh con bác Dũng bảo là Tuấn Anh thì con nhà tôi một là lên là không về,
hai là về rồi thì không thể lên. Đó, ý là như thế, ý là như thế. Nghe nó đau trong mặt, nó đần thôi, khổ thế. Bố nó bố bỏ sao sao cãi, bố bỏ sao cãi. Nam đá tầm này thôi, vì cái khả năng lên về của Nam tốt hơn Tuấn Anh. Ừ. Tuấn Anh di ở cái tầm này thôi. Đấy. Gì ở đúng hai cái chỗ cái chấm đỏ ấy thôi, chỉ gì ở đây thôi, không lên không về thế mới đủ sức đá được hết trận. Giờ cái không còn ăn tập nữa rồi, chỉ gì ở hai cái chấm đỏ đấy thôi, gì nguyên đây cho bố, gì như gì gôn trong phía 4 thôi, không được đi xa hơn, chỉ gì đây thôi, gì ngắn thôi, đừng gì dài hết lực, hay là hết lực không quay được vlog, gì ngắn thôi. Đấy, mình đá 3-2-1 đá một tiền đạo thì cái khả năng Nam nó đâm này. Đấy thì Duy đẩy lên này. Đây, tôi bảo anh em. Đây, để tôi phân tích lại cho các em. Tôi hiểu cái sa bàn này rồi. Tôi có xem qua về cái sa bàn này rồi. Đây, một tiền đạo này. Tiền đạo thì cái chấm này chính là thầy Tavi Tuấn Anh, chính là anh Tân của chúng ta. Là tất cả di lên này, cái chấm này sẽ ở lại đây. Và rót về đây, đấy, và nhót về đây. Thằng cũng sẽ đẩy lên. Cái chấm này nhót về đây, đứng trước, đứng ngang ngữ trước khung thành. Lót. Cái khả năng Nam nó đâm này. Đấy thì Duy đẩy lên này. Đâm hết rồi. Tuấn Anh mình nghiêng vào đây này. Chỗ bạn trung vệ vào đây này, bên này mình đẩy lên đây. Thì đúng không? Tính ra là ai cũng gì mà thầy Tân gì có một tí. Để tôi xem thầy Tân gì từ đâu. Có nghĩa là gì từ ngoài cái vòng tròn. Đấy, gì vào trong vòng tròn. Thế thôi, không phải làm nhiều. Cứ gì thế thôi, gì thế là được rồi. Lên này. Gì thế là ok. Tuấn Anh mình nghiêng vào đây này. Đấy, nghiêng thẳng vào cái vòng tròn. Bạn trung vệ vào đây này, bên này mình đẩy lên. Là thầy Tân là kiểu chạy bo đấy. Đấy, thế vào cái ở ngoài vòng bo đúng không? Đấy, chạy vào bo là được, cứ chạy vào bo là được. Chạy vào bo. Game sinh tồn, chạy vào bo là được. Không cần phải chạy ra ngoài bo, đang ở ngoài bo chạy vào bo, ok cháu hiểu rồi ạ. Đây thì lúc nào mình cũng kín người, okay, kể cả mình mất bóng thì cái khả năng cái cự ly anh em mình rất là gần là mình phối hợp được, chứ đừng chạy loạn lên đấy, vị trí của ai người ấy chạy, cái khả năng của bạn gì đây là ngoài đá bóng châm cả điếu thuốc, chứ đừng chạy mình loạn lên thật đấy, vị trí của ai người ấy chạy làm hơi khả năng của bạn gì đây là làm cái hơi cho cái phổi nó nhiều khí lại, cứ đá thẳng đá trước mặt cho bạn này, bạn che thì lúc ấy là cái gì hai tiền đại biên đấy, chỗ Tuấn Anh có thể đẩy vào giữa này, bạn Anh ấy nhả lại có thể sút cái tầm này là sút được rồi, và Nam khả năng của Nam rất là nhanh và Nam và Duy rất là nhanh, thì lúc khi bạn ấy che đè thì lúc mình nhắc lên bóng giữ được ở chân nữa thì mình nhắc lên, chứ bóng đang lập cập mình lên mà mất cái là tự nhiên lại mất khu giữa ấy, khi bắt đầu bạn ấy không chế được bóng thì lúc bắt đầu mình băng. Thì bạn tì người các bạn nhả ngang ra cái là mình đúng cái nhịp mình lên. Đấy và khi mất bóng ấy thì những cái quả phạt góc nhá, mình lưu ý những quả người ta đá phạt góc ấy. Người ta đứng đâu người ta chạy đâu kệ người ta, nhưng mình đứng thứ nhất là thủ môn đây này. Thì một người phải đứng ở cái cột 5m 5m không để cho ai người ta chạy được vào cái chỗ này người ta đá vào cả. Thì một người đứng đây cố định, đấy là cố định. Còn trong này 1-1 là theo. Đấy. Và theo là cái gì mình lưu ý là thường những cái quả nó cắt mặt mới thua. Chứ có bóng mà bóng sân 7 nếu đá bỏng qua đây thì rất là khó thua. Đúng rồi. Có đúng không? Cái đấy phải công nhận. Cái bóng đá sân 7 mà bản riêng cái tôi thấy là những cái đội nào mà đá cái quả bóng đá sân 7 mà đá những quả bóng phạt góc mà đá rót bỏng lên thì đấy là không có khả năng ghi bàn, những quả phạt góc rất ít khi luôn. Đá ví dụ đá 10 quả chắc ăn đá chắc không phải đá đấy. 20 quả chắc ăn được một quả. Rất khó có thể thành bàn. Cái người ở đây nữa mình kể cả mình đứng đây thì qua đầu mình thì nó cũng ra ngoài này. Ấy nhưng mà tuyệt đối đừng có để đứng thế này xong nó thẳng ra đây nó cắt mặt nó đá bù phát gôn cũng không bản xạ thì đấy, quan trọng là kiểu mà mình chặn đừng để cho nó cái thẳng nó băng nó cắt này. Còn cái người này người đứng cố định này là đấy, anh em là hay đi vào bóng ấy, có thể nghe bác Dũng này chú Dũng này chia sẻ để có thể là gọi nhỏ là có thêm những cái kinh nghiệm để đi vào bóng, có những kinh nghiệm để đi vào bóng. Những cái quả đá căng ngang mà sệt thì không được phép, ông này là đứng là phải phá được. Còn qua đầu thì kệ, qua đầu việc của người khác. Nhưng cái bóng đá căng ngang là mình phải là người phá đầu tiên. Đấy, cái người đứng, ví dụ bên này là Duy phải đứng, bên kia là Cường phải đứng. Đấy, thì cái bị phạt góc đấy là cứ ai chạy về cái chỗ ấy. Còn ở trong này là ba trung vệ nhìn người theo. Tuấn Anh về Nam rồi. Cay rồi. Đấy, chỉ cắm một mình Vinh ở trên thôi. Đấy, bị phạt góc mình cứ an toàn đã. Và cái hiệp 2 mình đang dẫn người ta mà khả năng anh em mình cầm bóng rất là tốt. Ai cũng cầm được bóng. Không, đội này là ngon đấy. Đội này thủ môn chân ngon đấy. Mình cứ đá đi cho người ta sốt ruột. Sốt ruột người ta đẩy lên cái mình bắt đầu. Còn 1-1 mà đá cho Vinh ấy, nó tì đè nó xoài nó đá cũng chết. Đấy. Bắt người ta phải đẩy lên thì Vinh nó có đất nó đá. Đấy thì chỉ còn một thằng trung vệ đá thẳng vào mặt đá tầm thấp thôi.
cứ đẩy thẳng rồi thế tì đè cái thì bắt đầu ở hai biên mình băng nhanh lên. Đấy thì cứ dám như anh em mình chơi như thế thôi, khả năng mình chơi đang tốt. Có một cái tình huống này, tức là đội mình đi chuyện ở đây thì phải nhắc rồi anh em phải lưu ý rằng đội mình có một bị bao giờ từ trước ai toàn bị như vậy, tức là dù mình có thắng hay thua mình đã thắng 3-0 còn mình vẫn cứ nhồng lên vội anh em mình cầm bóng triển khai phối hợp tự nhiên chạy nó chán đi, tự nhiên là mệt mình bây giờ mình chơi bóng mình kiểm soát bóng mình chơi đi, ai cũng được nhận bóng ai cũng chơi bắt đầu thì di lên giật về. Đấy. Vừa phải ít phải chạy mà mình phát anh Nam lên nhá, anh Nam với Cường cùng lên luôn nhá. Chơi mình tạo thì sao tạo cái hưng phấn này anh em mình được chơi bóng. Ở bên kia người ta ức chế, người ta buộc người ta phải đuổi. Đấy. Mà đuổi sốt ruột đẩy lên nó lúc mà mình ấn như mình đá. Mình phản công rồi chứ. Sốt thì thấy có mình được đại gì thế trả lời nhá. Đang VFK Vlog nhá. Ok. Bắt đầu hiệp 2. Sau khi nghe xong phân tích đến từ thầy Dũng thì toàn đội cũng đã có được những cái ý thức rõ rệt hơn về mặt vị trí ở trên sân cũng như là những việc mà từng cá nhân phải làm. Chuyển bên kia luôn. Đấy. Đúng rồi. Gọi luôn đi gọi bóng chơi. Trong một tình huống mà tôi và Cường Cancelo tìm thấy nhau, ít nhiều đã tạo lên một lời cảnh tỉnh cho hàng phòng ngự của đối phương. Chỉ tiếc là tình huống này Cường đã không có một tình huống đỡ bước một thực sự tốt. Trong một tình huống mà tôi và Cường Cancelo tìm thấy nhau, anh em nhìn thấy đấy, số 7 bắt đầu khoét cánh này, lợi dụng cái sự sơ hở của bên phía đối phương này, khoét cánh này, thấy Tavi có một cái nhịp chuyền nó rất là hay. Nếu mà không chơi bóng tốt thì đây sẽ là bàn thắng đẹp. Nhiều đã tạo lên một lời cảnh tỉnh cho hàng ngự đối phương. Chỉ tiếc là tình huống này Cường đã không có một tình huống đỡ bước một thật sự tốt. Hơi tiếc. Nhảy quả chuồng chạy thế rồi, hơi tiếc. Dạ. Ôi thầy chơi tí đi, thầy đi. Thầy ai? Ui. Thầy Vinh. Ui. Hôm nay có đôi giày của thầy Dũng qua chơi luôn. Tài trợ, tài trợ cho ta. Đây mình cũng tặng thầy Dũng luôn. Đây có cái hộp quà bên nhà tài trợ bên Nam. À. Tài trợ đôi giày con thủ luôn. Tiện thế. Xin Camito. Xin cảm ơn. Thầy test luôn, ngay thầy vào chơi tí đi, chơi tí ra mồ hôi rồi. Rồi. Ok. Siêu thể đạo một thời. Bố phá lưới. Bốn lần. Đi luôn đôi tắt đây, đôi tắt trống trơn ở bên này mẹ thầy. Đôi giày rất là đẹp. Đất luôn giày dưới. Hiểu ý thế. Thầy Dũng hiểu ý thôi. Như thầy đi sân cỏ nhân tạo ấy. Đấy thì nó dính mấy cái cao su này. Con thầy để vào đây cho thầy cho vào hộp thì nó vẫn còn mới. Đây là quả chính sách bảo hành của bên Neymar Sport. Đây vì thì là đáp phải đi giày bình thường anh em. Tôi nhờ anh em ủng hộ hơn, yêu quý hơn rồi. Cảm ơn tất cả anh em. Thầy đi thử luôn không? Thầy cho cảm nhận nhá. Thầy đã thử chưa? Thế rồi thầy ta bị trong này rồi. Không dám giết trên căng rồi thôi. Như là đá tốt thế nhỉ? Điều đạm lại. Như lúc đá tốt thế. Như đá tốt. Không, nhưng mà không nhận. Thì Tân được tài trợ nhiều giày thật. Giá như. Hợp tác với Tuấn Anh. Thầy Dũng là tân sinh của thầy Tân có giày rồi. Em biết là một người con nuôi như tôi thì không biết thế nào. Giá như. Có một ngày. Này đã tiền đệ thì... Và đây rồi, thầy Dũng sau khi nghe những cái lời khuyên của tôi thì cũng đã xỏ giày vào sân. Ban đầu thì thầy Dũng cũng khá ngại cái việc vào sân vì ở trong sân cũng có nhiều cầu thủ trẻ chơi rất là máu lửa, quyết tâm. Có tuổi đấy. Liên tục những tình huống xử lý thành công cực kỳ nhẹ nhàng của người từng có 4 lần vượt phá lưới V-League. Chân thầy nói chung vẫn còn ngon chán so với độ tuổi lão tướng của mình anh em. Ngon hơn thầy Dân là cái chắc luôn. Ủa. Lướt ván thế nhỉ? Chân thầy là... Đúng luôn. Đấy mới là người ăn tập chứ ai như ai đó. Đấy mới là ăn tập đàng hoàng. Đúng thầy. Ủa. Sao nhìn đứng đi mà xuống quả căng thế nhỉ? Ở ngay những nhịp chạm đầu tiên thì thầy Dũng đã có cho mình một kiến tạo. Và người nâng tỷ số lên 3-0 là em Huy. Một người em vẫn thường hay donate cho tôi trong mỗi buổi stream. Vượt ép luôn.
là mảnh khảnh luôn đấy, mảnh mai mà chân ngon rồi, đà luôn. Hai bố con chơi bóng này, hai người thúng chơi bóng luôn này. Đây, đây ý đồ thì cũng phải như này đấy. Bây giờ bố trả về cho con, con đập lại cho bố luôn. Thầy Tân say no. Ui, cầm cái sữa kìa, trông nó mê không? Mới mê không? Không cần có rất nhiều nhịp khống chế. Đây mới chính xác là điều mà tôi... Thủ môn đi. Bán à? Thủ môn kìa. Vô lý. Đây mới chính xác là điều mà tôi mong đợi trong vlog lần này. Một đỏ nhá, đỏ nhá. Check vào áo đỏ nhá. Nhận bao tiền nói đi. Nhận bao nhiêu tiền nói đi. Cười mà. Nhìn biết cười luôn. Cười luôn kìa. Cười luôn. À, bắt được rồi. Con vợ cười, con vợ đang cười. Hiểu ngay. Con vợ đang cười. Diễn ác. Nhìn là có chút điện ảnh rồi đấy. Đang đứng lệch như này, đang đứng ở đây chả hiểu kiểu gì. Di chuyển một lúc sang tận đi cột 2 bên này. Đây mới chính xác là điều mà tôi mong đợi cho đội này. Một tình huống lập công quen thuộc với cái chân trái của mình. Tỷ số là 4-0 cho Atletico sau pha lập công của Tammy. Thế rồi là thắng mấy không rồi? Hình như là 6-7-0 thôi. Bảo nhìn đã biết rồi. Đội vàng này đã chưa chuẩn mà. Lúc đầu cứ pressing căng màu hết lực rồi. Thắng 6-7-0 rồi. Dã lần luôn. Ba chục luôn, xin bắt ba chục. Hay nhở, có những cái gì? Đúng là, nói sao ta? Đúng là kiểu thầy Dũng có những, đúng là một cái gọi là một cầu thủ chuyên nghiệp ấy. Đúng chất là một cầu thủ chuyên nghiệp ấy. Mà là huyền thoại luôn, huyền thoại của bóng đá Nam Định. Cũng như là bóng đá Hoa Nam Định nói riêng, là bóng đá Việt Nam nói chung. Nhìn thấy có những, chú có những cái nhịp nhứ nó rất là hay ấy. Để em nhìn đây. Trong lúc đợi người di chuyển lên, nhứ một cái, nhứ nhẹ một cái thôi. Nhứ một cái, đấy. Làm cái gì đấy? Chivela. Ôi. Anh ấy Chivela. Are you sure? Cong thế. Chivela quả bóng cong như cái thước kẻ vậy. Cong đét luôn. Ui, quả bóng nó cong. Quả đấy là lòng chân, nếu mà có chân phải là có lòng đúng không ta? Đây mà có lòng chân phải là ngon, được lòng có chân phải kìa. Không theo, ui, chừng nào của lét rồi. Chị cá, lại giải thích, có thể tận ở đây luôn, chị cá. Thầy Dũng là tôi chỉ nhìn vào thầy Dũng, idol. Đúng là idol. Ui, hay quá. Lukaku, chuyển sang chó vàng đi. Và rồi cú đền ấn định chiến thắng 5-0 cho El Clasico, một tình huống xử lý đậm chất cá nhân. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Hết à? À, hết cái tấm kim đồng bạc. Hơi tiếc một tí là trong cái vlog này là thầy Dũng nó không ghi bàn, khả năng là chỉ kiểu đá vào đá đúng kiểu đá ra mồ hôi ấy. Ở giữa sân ấy, gọi là chia bài cầm nhịp một tí thôi, chứ không muốn ghi gọi là ghi bàn gì cả. Hơi tiếc một chút gọi là thiếu sót thôi. Dạ, nếu mà cái vlog này nếu mà hoàn hảo hơn thì là thầy Dũng là sẽ có một bàn. À, ok, lâu lắm rồi thì mình với thầy Dũng được chơi. Trông mặt bố buồn, mặt thầy Dũng buồn, nhìn thằng con báo buồn, nhìn con báo bên cạnh buồn. Không muốn lo hết thật. Nhiều cái nhìn cái đôi mắt ấy, là một người đàn ông có gia đình, nhìn cái đôi mắt của người bố là tôi cũng hiểu đôi phần, hiểu một chút những cái đôi mắt buồn đượm buồn của thầy Dũng, tôi cũng hiểu một chút. Chơi một trận bóng cùng với nhau, thật ra nó cũng phải nửa năm đến một năm rồi. Công việc của thầy cũng ở quê thôi, mình thì mình cũng rất ít về. Thực chất là việc suy của mình nó cũng mất khá nhiều thời gian trong ngày ấy. Khá nhiều thời gian trong ngày nên là mình quá lâu có dịp, hôm nay có dịp ông lên thăm sữa ấy, thì mới có dịp chơi. Thì cũng là một cái trải nghiệm cho anh em El Clasico. Thì bây giờ trước khi mà kết thúc cái buổi vlog ấy thì mình muốn con muốn hỏi thầy về cái chất lượng đôi Camito này. Chất lượng đôi giày. Thực tế là cái chất lượng của giày, thứ nhất là cái form giày nó rất là tốt, nó ôm chân, mà cái thứ hai là cái cảm giác nó rất là mềm và đẹp.
hỏi như này thì chê của gì chả? Hỏi như này thì chê của gì ấy kìa? Hỏi như này thì hỏi như này thì chê của gì chả? Không có chỗ để chê luôn đấy chứ chả? Để thi đấu ở cái sân cỏ nhân tạo này nó cái đế rất là mềm, nó không bị thốn cổ chân. Hôm nay là một ngày mà cái da thì thực tế nó rất là nó có độ ma sát rất cao. Hôm nay là thời tiết nó khá là mưa, có mưa phùn và cũng có một lượng mưa tí nào, không trơn tí nào. Kiểu gì thầy Dũng cũng bảo không trơn tí nào cả. Nó lại là không trơn. Đi đôi tất chống trơn với lại đôi giày này thì không trơn tí nào. Tối đấy. Đây là mặt cỏ nhiều quả mà trong trận anh em thấy ấy. Đỡ nó không được mượt mà là do bóng quá trơn. Nhưng hôm nay thì đây, hai thầy trò mình đều sử dụng sản phẩm bên phía Neymar Sport. Kamito 11 Pro. Không mất lòng. Ok, đôi giày rất là tốt, phù hợp với cầu thủ nào thi đấu sân bảy, rất là phù hợp. Nhìn thấy đá đôi này nhìn mê quá, nhìn thấy đôi chân này, hai chân nó quá ngon luôn. Hôm nay một trận đấu giao hữu rất là vui vẻ của đội Clasico thì cũng rất là cảm ơn thầy hôm nay đã đến chỉ đội bóng có rất nhiều thiếu sót, nhưng mà hy vọng là hôm nay thầy chỉ cho những thiếu sót đấy thì đội bóng sẽ tiếp tục chỉnh sửa sau. Trong thời gian tới. Vâng, trong thời gian tới. Hy vọng là đội chơi sẽ tốt vâng. Dần. Và bọn em cũng rất là mong là khi nào thầy có thời gian lên đây chơi với Tuấn Anh, chơi với Tabi thì có thể. Tân các bạn là tên từ từ. Các bạn là thầy Tân bây giờ về xa quá. Chứ ngày trước là anh không biết đấy, nhưng tuần ngày trước là cứ tuần nào là tôi cũng phải sánh đi đá cũng thầy Tân một trận. Đấy, ngày trước thầy Tân ở Linh Đàm, hồi chưa chuyển nhà là đi đá cũng thầy Tân một trận, tuần một trận. Nhưng bây giờ xa quá. Đi về đấy chắc ngủ luôn nhà thầy Tân quá. Hôm nào mà ví dụ thầy Tân rủ sang đá bóng chắc là tôi sang, nhưng mà tôi mang quần áo sang luôn, bạn cho tôi ngủ sáng mai tôi về. Chứ bây giờ sang đấy xa quá. Ngày trước là cứ chiều thứ ba của tuần là bọn tôi có trận bóng thầy Tân là tôi đi tham gia cùng thầy Tân ở sân bóng Đại học Y ở chỗ tôi Tất Tùng ấy anh em. Bây giờ xa quá, chịu luôn. Thể ra sân thứ nhất là vừa đá với bọn em, vừa thứ hai là vừa chỉ cho bọn em thêm một số cái cơ bản nữa. Ok. Em đội bóng em xin cảm ơn thầy. Ok, và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái vlog này của mình, và rất hy vọng là anh em sẽ ủng hộ mình hơn ở những cái mặt sân, nó không phải là sân nhân tạo, có thể là mình sẽ chơi ở những cái tỉnh thành khác, rất có gì. Mong anh em ủng hộ mình, không phải ở mặt sân nhân tạo chứ, đá sân gì nhỉ? Định quay trở lại đá sân 11 à? Thế là ý định là quay trở lại đá sân 11 đó hả? Mình hơn ở những cái mặt sân, nó không phải là sân nhân tạo, có thể là mình sẽ chơi ở những cái tỉnh thành khác, rất có dịp được giao lưu với tất cả anh em trên tỉnh thành, thì mình cũng như là thầy Dũng nếu như có cơ hội thì mình với thầy cũng sẽ đến và sẽ chơi ở trận đấu ở đấy. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, cảm ơn mọi người. Nói chung là sau khi em xong vlog thì tôi đánh giá là cái khả năng làm vlog của thầy Tân thì nó càng ngày càng mượt. Nó sẽ các cái vlog chúng bạn này có vẻ ok này, các cái vlog nó thay đổi theo hướng tích cực hơn qua từng vlog. Đấy, mà cái vlog này là một cái vlog cái độ dài nó vừa đủ, nó chất lượng. Đấy, là tôi thấy là đây là một vlog rất hay, và mong rằng cái sắp tới thì tôi cũng ra một cái vlog chuyến đi Thượng Hải, nhưng mà chắc chắn là cái vlog đầu tiên của tôi thì nó sẽ không phải mượt như cái vlog thứ 12 của thầy Tân được. Đấy. Cho một like của mình gái mình gì kìa. Từ hôm nay chính thức fan thể dụng. Đấy, thế thôi. Còn con thể dụng tôi xin phép không nhận xét gì thêm. Ok, bình luận. Nhìn thể dụng xử lý những quả bóng nó mượt quá. Đúng là một siêu tiền đạo của bóng đá Việt Nam.